em thắng chuẩn bị đóng cây này gửi lên Sài Gòn đường Phạm Thế Hiển quận 8 em thấy phường này chắc ở khu xóm đạo <laughs> Sẵn có người anh em mà nông dân tầng trệt hỏi là bên em đóng hàng gửi phố Hồ Chí Minh á, thì gửi chành nào Thì em cũng có trả lời cho bạn nhưng mà không thấy bạn phản hồi thì em mới nghĩ là chắc bạn muốn học nghề À, riêng em thắng trước giờ em làm cũng được một số nghề nhưng mà khi mà anh em có nhu cầu em cũng không có nghệ chia sẻ em à, trước đây có gửi ví dụ như lên à, bến xe ở quận 8 đường à, Chánh Hưng đi vô cái đường đường nhánh số hình như ba trăm mấy á rồi một nhà xe ở quận 5 và bây giờ em chỉ gần như gửi một nhà xe là ở khu vực quận 10 đường Nguyễn Chí Thanh thôi gần dòng xe Lý Tổ bà con tại vì em làm đối tác là như thế này giống như là mình cưới vợ hoặc chồng một vợ một chồng thôi thì có sự chung thủy với nhau hỗ trợ nhau tốt hơn còn khi mà chúng ta làm nhiều đối tác quá họ không có làm hết mình với mình giống như lấy vợ lấy chồng thôi <laughs> em nghĩ vậy có những cái cây mà khó quá thì em sẽ gửi quận 5 tại vì nhà xe quận 5 đó sẽ có xe tải đi xe tải thì mình gửi những cây lớn cây cao được đó còn bây giờ thì em thắng sẽ tiến hành đóng cây này à, mình cũng vừa trả lời cho bạn nông dân tình trạch có việc liên hệ mình nha cảm ơn bạn cảm ơn bà con